Chào các bạn, hôm nay mình về quê nha, quê ngoại. Hôm qua thì cũng mùng năm rồi, nhưng mà mình ở lại ít ngày để làm cỏ vườn rồi chơi với mấy anh em cũng ở Bình Dương thành phố về cúng mùng năm. Đây là bên nhà cậu Tư nha, mấy đứa em nó làm ở Bình Dương chứ thành phố nó cũng về rồi, nó câu cá nè. Đó, đây đang câu cá rồi. Hôm qua nó câu mười mấy con cá mì dinh nhỏ, hai con cá chép lớn luôn. Mồi, mua cái bịch mồi này, cái mình nhồi với đất á các bạn, cái mình làm thức ăn mồi thơm quá. Đây nè, bây giờ cái gì thì cũng có sẵn chân, tiện quá à. Ừ, mồi mồi câu cá nè ha. Ừ, đây mồi câu cá tiện ghê ha, cái nhồi với đất sét giò thành cục này nè. À, chỉ quá câu hết một bịch mồi này chứ mồi câu cá tổng hợp câu được nhiều loại cá luôn đó, có cái mùi thơm bởi vì để xuống cái cá nó nghe mồi mùi cái này nó cắn câu liền nè. Nhồi nhồi với đất sét về cái là móc câu. Ừ, đây là sông An Khánh nha, con sông quê nước chảy lững lờ, ngày xưa là xuống sông tắm không đó các bạn, với xúc tép nè, xúc cá nè, giăng lưới ngang sông đó. Đây là cây cầu ngang xẻo sao. Ngày xưa là đặc biệt khúc sông này là các bạn biết cá gì nhiều không? Cá mì dinh, cá ngựa, cá chép, cá mè hôi. À, đó là ngày xưa bà ngoại giăng lưới ngang sông là nhiều cá vậy. Nhà cậu Tư. Rồi còn hai bên bờ sông á, thì lục bình, xúc là chủ yếu là cá bóng trứng nè, cá bóng cá. Tép tép lóng đó các bạn. Đó, bây giờ thì ít rồi, bây giờ thì ít có xúc tép như ngày xưa. Đây là dưới bến sông nhà mình nè, thì bà con giăng lưới rào lại để nuôi lục bình đó. Người ta gào dây là vậy nè, để giữ lục bình lại để nuôi lục bình đó. Thì giờ gian bờ sông là lục bình nhiều lắm, tới mùa là lục bình trôi đầy con sông luôn á. Ga máy chạy là cứ bị mắc vào cái chân vịt rồi chạy không được. Rồi bây giờ giữ lục bình lại gian mé sông nè, trước mặt các bạn là nhà mình á, đằng trước có một cây xanh rất là to đó. Phong cảnh rất là hữu tình nha hả, dưới là dòng sông rất là thơ mộng. Thì mình cũng giới thiệu ở phía trước có một nhà nuôi yến nữa đó. Các bạn nghe tiếng chim yến kêu không? Ừ, thì con sông này là chảy đến xã Hòa Tân rồi ra ngoài cầu Nha Mân luôn các bạn, ra quốc lộ 80 luôn á. Và theo đường bộ thì các bạn đi đến xã Mát Hòa Tân nè, và các bạn đến cái chùa Lá Sen nổi tiếng ở xã Hòa Tân đó, và các bạn đi thẳng luôn khoảng 35 cây số là đến thành phố Cần Thơ nha. Đó, thì con đường ở bên sông nè, đó, con đường bên sông này là xe, mình thấy xe lớn chạy được đó. Mình thấy xe 30, xe 40 chỗ là chạy được đó các bạn. Đó, chạy tới Cần Thơ luôn ha. Còn bên đây là đường xã nội bộ, mé bên nhà mình là đường xã nội bộ. Nhưng mà có đèn thắp sáng ban đêm nha, có công trình đèn thắp sáng của thanh niên đó, nên đường nông thôn nhưng mà tối thì đèn sáng trưng hả các bạn. Đó, bây giờ dựa lục bình lại nè, để nuôi lục bình rồi sau đó thì người dân mình sẽ cắt phơi
để phơi khô rồi làm những sản phẩm thủ công mà về lục bình đó các bạn. Đó. Thì đó nhà mình dưới mái sâm cho người ta giữ lục bình. Tại vì dưới mái sâm thì nhà mình cũng không có làm gì. Đó, đây nhà mình nha. Hôm nay mình mua 8 bao sơ dừa và cho cháu để về quê trồng kiểng. Đó. Nữa mình ghé Sa Đéc mình mua kiểng về mình trồng. Đây. Mới chở 4 bao hả chị? À còn 4 bao, chở em thêm 4 bao nữa đi. Là 8 bao. Để mai mốt em mua hoa ở trên Sa Đéc về trồng xung quanh. Ủa chị bên sông hả? À bên sông thấy chị quen quen, chị Thủy phải không? À nhớ gì đó thấy quen. Chở em 4 bao nữa đi, 2 bao cho cháu với 2 bao sơ dừa. Dạ là 8 bao. Hôm qua thì mình mần cỏ kéo được một mớ củi khô. Thấy ham quá là kéo lên vậy đó. Trời ơi, về quê là thích nấu củi. Có cháy. Nhìn bếp củi than hấp dẫn. Đây có trái mít sắp sửa chín, một hồi mình sẽ hái trái mít này nha. Và bây giờ là mấy trái gấc này nó cũng chín rồi nè. Để kiếm cây để chọt. Chọt mấy trái gấc này xuống để làm sơ gấc. Trái gấc là rất là dinh dưỡng nha, rất là bổ luôn á. Vitamin A rất là nhiều. Đó có cái dây gấc mà hở dây gấc nó bọ đâu là cây đó là chết các bạn. Đây là cây nhãn. Cây nhãn cổ thụ luôn mà cái dây gấc này nó bò lên là cây nhãn này tiêu luôn rồi. À, chuyện qua mần được nhiêu cỏ nè. Rồi đằng trước này còn ngày nay là phải giải quyết xong cái đám cỏ này mới được. Để quét cái nền gạch này, gạch tàu cũ xưa của ba hồi xưa này. Đây là cái nhà kho của ba nè. Đó. Bây giờ mình sẽ sửa sang lại để bàn ghế vô. Đó. Còn đây nhà trên. Rồi lủng lẳng có hai trái mít. Thái đống củi này rồi đó. Đống củi này là để chùm nấu nước. À, trước sân thì hồi đó chị hai mình có đem tượng Đức Mẹ Maria Chúa Giêsu về. Tại vì chị hai mình thì đạo Công giáo nha, đạo Thiên Chúa giáo với mẹ, nên đằng phía trước sân nhà mình có để tượng Phật Đức Mẹ Maria với Chúa Giêsu. Chuyện qua về quét cái sân sạch ra, quét cái sân sạch bóng luôn. Trước có mấy cây mai dưỡng lại để Tết lặt lá mai. Còn phía bên đây là nhà cậu Tư của mình, mấy em về chơi. Còn nhà phía bên tay phải của mình là nhà của dì Năm mình đó, mẹ mình thì thứ ba đó, cậu Tư rồi dì Ba rồi dì Năm. Ở đây là bà con bên ngoại không đó, ruột thịt ở gần nhau. Tại vì cái dãy đất này là của ông ngoại mình ngày xưa mấy chục công vậy đó, rồi nguyên một cái dãy đất từ đầu cái gạch đằng trước đó đến gạch Sáu Sao luôn, đến cầu Sáu Sao luôn là đất của ông ngoại mình đó. Rồi ông ngoại mình mới chia cho mấy cậu dì người miếng miếng vậy đó, xẻ dọc xuống sẽ tuốt ra sao cái cầu Sáu Sao phía trước các bạn. Là dì Tám mình nè, rồi dì Bảy, dì Sáu nè, đây là dì Năm nè, rồi mẹ mình thứ ba nè, đó là dì Ba, rồi cuối miếng đất đó là cậu Tư đó. Còn cậu Hai thì ông ngoại chia ở bên sông đó, là qua cái cầu này qua bên kia là chia phần cho cậu Hai. Thì bây giờ bên nhà cậu Hai thì anh Quốc Dương con trai út của cậu Hai ở đó. Đó là cái cầu Sáu Sao. Thì đây là đường nhựa nội bộ, đường xã nội bộ xã An Khánh nha. Ở đây là xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đó, nhà mình là ở ấp An Hưng,
Nhà mình là ở đây ấp An Hưng, xã An Khánh. Và con đường này thì người ta đang sửa sạn để tráng thêm một lớp nhựa nữa nha. Đó, giờ nó đang trong tình trạng là đang lúng, đợi lúng. Xong thì người ta sẽ tráng thêm một lớp nhựa nữa nè. Đó, đá nhỏ nè các bạn, người ta đang đổ cái đống đá nhỏ nhỏ vậy để chuẩn bị là tráng thêm một lớp nhựa nữa. Đây mới có một lớp nhựa nè. Dính được con nào chưa Lý? Hồi chuyện qua thu hoạch mười mấy con luôn á. Thì bởi nghe nói giật mình nè, hôm qua quay phim cho người ta thấy luôn. Em mua một bịch mồi nãy nhiêu Lý? Nhiêu tiền? Dạ. Bịch mồi này mua nhiêu ạ? Bịch tự em mua 7 mấy ngàn hay gì đó. 7 mấy ngàn bịch hả? Dạ. Mà mình câu được nhiều mà ha. Dạ câu này câu tại mình câu ấy chứ còn câu thì nó ít nặng á. Ừ. Tại vì em nhồi dưới đất sét phải không? Không, em nhồi dưới nước thôi. À, vậy là cái bột này là em chế nước nó nở ra vậy đó hả? Ngồi chỗ sẵn. À, bột mì. Bây giờ câu cá lên tiệu vô em có mồi. À, chứ không phải mình nhồi đất ha. Đó. Là dính lia gì lia gì. Chút xíu nè, chút xíu là các bạn thấy có cá rồi nha. Chút xíu là gỗ vậy ha. Rồi chuyển qua là màu gì vậy? Chiên hả? Mà đâu có ai ăn đâu. Con gỏng hả? Đâu có mặn muối. À. Thấy chưa là qua màu nhóc đơn mà. Chuyển qua thấy hải sản rồi quá chừng. À, để mình qua mình trả tiền mấy bao khăn đó, mấy cái đống đá nhỏ này rồi để rắc lên để tráng nhựa con đường này cho nó bằng phẳng lại ha. Đó là giai đoạn cuối, còn bây giờ thì đang trong thời kỳ nó lúng, cho cái nền nó lúng rồi người ta sẽ tráng nhựa tiếp tục. Tại vì xã An Khánh là cũng là xã nông thôn mới rồi các bạn, nên là tất cả con đường bây giờ là đan hóa hết rồi, chát nhựa hết rồi. Chị để em gửi tổng cộng là 200 chị. Rồi rồi, để em vô lấy tiền gửi trả ha. Mát lúc rồi, có mưa lai gai rồi nên là không có nóng lắm, gió mát ghê luôn. Để gửi tiền phân. Gió mát ghê luôn á. Chiều là em hay ra đây em ngồi, chị thấy mát không? Có cái cây rồi em gửi chị 200. Cảm ơn nha chị. Chúc chị mua mai bán đắt nha. Cảm ơn nhiều luôn. Quá trời cây xanh nó đẹp. Mà mát ha. Ai ngủ qua đây mát chứ ngồi mệt ngồi đây nè. Chiều sáng cũng vậy, nó sáng tập thể dục vòng vòng cái sân này là sáng thức dậy sớm cái em tập thể dục ở ngoài sân ha. Cái em ngồi đi em nghỉ mệt. Gì đã luôn chưa? Chưa chị, để sắp xếp công việc xong rồi về thường hơn. Dạ. Mở Tư cũng kêu về đây ở cho vui. Rồi chiều ha, chị ngồi đây coi. Hồi gió mát ghê luôn á. Coi nè cái cây nè. Dạ. Coi cái cây xanh nè các bạn. Nó chùm cá. Nó tròn, nó đẹp coi nè. Đó, che hết cái sân luôn á. Tròn. Nếu mình che cái máy tiện chế ra nó nóng lắm chị ơi. Mà nó không ngon vậy nè. Dạ, để vậy đi rồi khi nào mình có đám tiệc thì che nhà khách. Vậy đó rồi xong dẹp. Nữa em sẽ tráng xi măng bên đây luôn. Cho sạch sẽ rồi trồng trồng hoa kiển đó. Đó, giáp ranh là tới bên kia thì nữa sẽ đẹp ha. Nữa cho xây mấy bùm hoa đây nè, rồi cho tráng xi măng luôn cho đừng có cỏ, rồi cái mình làm hoa gian cái hàng rào này nè, ghé xe đét mua hoa làm này lên cho nó ngon. Còn chỉ muốn đổ đất có đất luôn có hả? Đất mặt
Vậy đấy. Phải đổ em, nhà em bỏ em đổ. Nhiên xe chị. Một khối là mua nhiều thì nó để 25 không biết qua năm cho nó lên 300. Một khối 300 thì em đổ là 20 khối bánh. Vậy em đó, không có cạch xong, cạch xong có lỡ hư đất cho người nhà chứ không. Em à, đổ đất mặt không. Đất mặt. Đất mặt vậy là 1 mét khối là 300 ngàn. Ừ. Thì đổ thì ban bằng thì trồng đồ biển mà nó tốt cộng lại luôn. Hoặc là đất mặt là chị vô vô trong cái chậu mình cũng ngon. Em đã đổ quá nó. Vậy sao? Đổ bánh nó trồng đẩy là gần ngò ghi. Ủa mà sao mà mình biết được mét khối vô là sao? Sao mình biết? Mua người ta cái xe người ta làm xe tải người ta đó là 4 khối với xe 5 khối. Mình mua muốn mua mấy xe mua. Ta đâu quan gian mình, ta nói cho mình ta chở lại đi gian à. Tại vì ta bán nó đâu ra đó. Em mua bơ hởm rồi cái đợi làm lộ cái em mua nữa cho nó thành mặt bằng luôn, em còn hai cái nền nữa. Em mua sắt rồi còn hai cái nền nữa em cho mặt bằng chưa đủ. Còn năm chắc đổ cho đủ luôn, đợi làm lộ làm đủ luôn. Vậy là người ta, vậy là người ta có bán đất 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 ruộng đấy, cái đó là vậy đất ruộng hả chị? Đất ruộng lúa không? À, tốt cái ruộng lúa lên mình chịu khó nhổ lúa. À. Nhổ lúa. Nhổ qua sơ quận là hết hả? Ờ không, trời lúa mà đâu nhầm gì chứ nội. Thôi cỏ đây nè. Cỏ nó mọc ra sao? Cỏ mọc đó đây làm sao? Mần hoài luôn. Mọc không à, bởi vì lúa mọc thật. Dạ. Cái em nhổ xong cái trồng rau nè bị mình có bán thân rồi mình trồng luôn. À, cả xà lách có nè, ngò gí có, cải ngọt có, đậu bắp có, rau muống có, rau quế có, rau thơm có. Rồi trồng ớt có, nhưng khỏi có mua. Đổ đất mặt trồng tốt mà không có. Mình trồng mình ăn. Đổ đất mặt đi mà trồng gì. Đúng rồi. Thì đó em tính trồng hoa rồi trồng gãy này kia vậy đó. Trồng hoa rồi cái chống nóng mình nhét cái này kia mình ra hái ăn, khỏi chạy qua tiệm chợ đi không mình ăn cao tư không à. Chứ mình trồng mình đâu có xịt thuốc sâu gì đâu sợ. Em trồng em ăn rau sạch không đó, tao lên tao mua rồi em cũng ăn đâu hết, em bán rồi em ăn luôn. Rau sạch luôn. Em mua, mua rau thơm rau gì hết lại. Đất mặt mà đổ vô là bà trồng hấp dẫn á. À. Rồi hôm đó em đâu có biết tới chừng 8 bao này rồi trồng cũng nhiều mà ngưng rồi đó, bữa không lộ đổ nữa. Thì mai mốt đây lộ mình đây chắn nhựa thêm nè. Đổ đá rồi đó chị. Ừ đó, đổ đá nhỏ rồi đó, rồi gắt đá đó là gắt nhựa lên nữa là lớp nữa, lớp nhựa nữa cho nó cũng không lộ nó tới đổ cát tới gần tới trận Khánh rồi. Đúng rồi. Thì làm khúc phú hụ là thấy làm khúc cái tàu đó. Thì sao? Đó làm dài vô từ chỗ chị thấy chị chạy đường hay cho Khánh là đổ cát dài tới đây rồi chỗ đóng cát là đổ dài vô đó. Đổ dài vô tới này rồi. Thì người ta làm cho cái đường là đổ cây xanh ra chân đó cũng bị làm cho chống chảy chỗ y tế chị thấy không? Đúng rồi. Nông cái đường bự ra để đây mình chạy tới Cần Thơ luôn mà. Ừ. Tỉnh đó lộ bển là tỉnh lộ tám mấy bên này nè. Nó làm này là tỉnh cho nó chung tiền đủ rồi nó đủ làm mà tại vì chung tiền đủ rồi nó cũng thường á. Ừ. Lấn vô nó cũng thường em. Lấn vô bồi thường. Thường rồi đó rồi giờ nó làm. Chưa thường mình chưa chắc ăn lại mà thường rồi nó làm. Đúng rồi. Rồi. Ừ. Rồi bên đây bên kia rồi sạch sẽ rộng rãi luôn. Hôm đó là sau này người ta cho cái người đi lụm rác đó nó không cho sụt rác bừa bãi đó lụm sạch sẽ đó. Đúng rồi. Thì bển là có xe chở rác mà chị. Ở bên đường lộ. Nhưng mà ai mà lộ ấy dọc đường nó cũng lụm thêm luôn. Ừ. Có mấy cái thùng rác bán nhiều khi mà lộ rồi do là phải có người đi lụm. Đúng rồi. Qua thấy đó. Nên em thấy đường của mình giờ sạch không có thấy rác luôn á. Tại chuẩn bị để người ta làm lộ đó. Ừ. Nên là mấy người đó đi lụm rác nữa. Rồi ý là có thùng rác mà nó cũng đi lụm rác nó đi. À, lụm cho sạch. Cái thằng đi. À. Nó quải cái đồ để lụm rác. Ừ. Người ta nhân công người ta phân công cho nó đi là lo vậy đó. Ừ. Thành ra mình thấy cũng sạch sẽ, mình mới thấy sạch sẽ. Đúng ở rồi. Thì thấy sạch sẽ đường rộng rãi mừng. Đúng lắm rồi chị ơi. Vệ sinh sạch sẽ ha, đường phố rộng rãi, xe lưu thông này kia, đời sống của bà con mình, đời sống ngày càng phát triển, bà con mình buôn bán này kia nó cũng thuận lợi ha, xe cộ, chứ ngày xưa đi ghe đi xuồng không có chở được nhiều. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, clip cũng đã dài, mình xin phép dừng lại buổi sáng ngày hôm nay là mình mua được 8 bao phân và mình giới thiệu với các bạn về quê ngoại của mình để qua xem coi mấy anh em câu cá coi có dính cá nào chưa. Rồi mình tạm kết thúc clip ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau nhé. Quê của mình, quê ngoại mình đẹp không? Đó, rất là đẹp luôn ha, có cây cầu bắc qua dòng sông. Ngôi nhà của ba mình, ngôi nhà kỷ niệm rất là hữu tình,
phong cảnh thật là hữu tình, thật là mát mẻ, thật là đẹp. Ngủ chút xíu rồi nha con cá thôi nha.